Sau những chặng thi đấu đầu tiên chưa có được kết quả như mong đợi, phần nào đã có những tác động tới các đội đua trong nước. Việc các đội đua nước ngoài có thực lực, thi đấu rất chủ động và luôn tìm cách chiếm ưu thế trên đường đua đã buộc các đội đua mạnh trong nước phải bung sức và đưa các trụ cột của mình vào cuộc sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho các cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn rất nhiều. Chặng 2 bắt đầu trong một cơn mưa khá nặng hạt. Nhưng điểm đáng chú ý nhất lại không phải là vấn đề thời gian, mà chính là cách tiếp cận, chiến thuật trên đường đua. Nói chính xác là sự khác biệt khi các đội đua liên tục thay phiên nhau tấn công. Em có bấm đồng hồ tốc độ trung bình năm nay trên 47 và gần 48. Đây là có thể nói là một chặng đua dài đầu tiên từ trước đến nay, tận trừ thành Hà Nội về Thanh Hóa có tốc độ cao như thế này. Sự thay đổi về chất lượng của cuộc đua đã kéo theo những sự cảm đầy khó khăn cho các đội đua trong nước. Tuy nhiên, nhờ sự cạnh tranh quyết liệt này mà khán giả hâm mộ sẽ là người hưởng lợi. Bởi nhờ đó mà các trận đua diễn ra hấp dẫn hơn. Trải nghiệm qua hai trận vừa rồi thì em thấy cuộc đua năm nay sẽ rất là kịch tính và đặc biệt rất là khó khăn cho đội của em. Nếu mà đặt mục tiêu áo vàng thì đó sẽ là mục tiêu rất là khó khăn vì các đội quá mạnh. Hai trận đua đã đi qua, đã có những bất ngờ nằm ngoài sự toan tính. Cũng có những tay đua mạnh chưa xuất hình lộ diện. Rất có thể, trong một hành trình dài, nhiều toan tính chiến thuật vẫn đang được giấu kín.